Mến chào bạn đồng của bên Điện tử Giang Trí. Chào mừng bạn đồng đã quay trở lại với chuyên mục 3 phút cùng luật sư. Và trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề, đó là vấn đề mua bán dâm ở những người đồng tính cũng như góc nhìn của pháp luật về vấn đề này. Và đồng hành với chúng ta trong số ngày hôm nay là luật sư Nguyễn Đức Hoàng đến từ văn phòng Phan Law Việt Nam. Mến chào luật sư ạ. Mến chào Như Quỳnh, chào bạn đồng Giang Trí. Dạ thưa luật sư, trước khi mà chúng ta đi sâu nói về vấn đề mua bán dâm của những người đồng tính thì cho Như Quỳnh được hỏi luật sư một câu trước, đó là những cái hành vi như thế nào thì sẽ bị cấu thành cái tội là mại dâm ạ? Thưa Như Quỳnh, thì theo pháp luật Việt Nam thì không có cái tội mại dâm. Ở đây theo pháp lệnh số 10 năm 2003 thì có về phòng chống tệ nạn mại dâm thì có quy định về hành vi mua bán dâm. Dạ. Có nghĩa là đây có hai hành vi, đó là hành vi mua dâm và hành vi bán dâm. Thì hành vi mua dâm và hành vi bán dâm được coi là hành vi mại dâm theo quy định của pháp lệnh số 10 về phòng chống và tội phạm về mại dâm. Thì ở đây trong trường hợp này thì đối với cái hành vi mà mua dâm bán dâm thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. Thì ở đây theo nghị định 167 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội thì đối với người mua dâm thì mức phạt có thể lên tới là 10 triệu đồng. Còn đối với người bán dâm thì mức phạt có thể lên tối đa là 500.000 đồng theo quy định tại nghị định 167. Dạ. Như Quỳnh đã từng nghe có một vài cái ý kiến cho rằng là trong pháp luật quy định là cái tội mua bán dâm chỉ được cấu thành khi mà đối tượng mua bán dâm là một nữ và một nam. Nhưng mà nếu như vậy thì những cái cuộc mua bán dâm giữa những người đồng tính, ví dụ như giữa nam và nam với lại giữa nữ và nữ, thì có bị cấu thành tội mua bán dâm hay không thưa luật sư? Thì như phân tích ở trên, hành vi mua bán dâm ở đây là định nghĩa là theo khoảng 1 điều 3 của pháp lệnh số 10 đó. Thì hành vi mua bán dâm ở đây là việc hành vi giao cấu giữa một người này và một người khác. Ở đây này người khác có nghĩa là theo định nghĩa cụ thể hơn, đó là hành vi xâm nhập mà bộ phận sinh dục của nam và bộ phận sinh dục của người nữ. Thì ở đây định nghĩa rõ chủ thể ở đây là nam nữ. Cho nên đối với hành vi mà là mua bán dâm giữa những người đồng tính với nhau, ví dụ giữa nam và nam, nữ và nữ, thì không cấu thành theo cái hành vi là mại dâm, mua bán dâm như đã nêu trên. Ở đây người đồng tính thì không rơi vào trường hợp này theo pháp luật quy định.